Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh hệ thống phân phối Vinachi. Như hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng máy, đó là dòng máy đánh nhám song tròn. Đối với dòng máy này có thể sử dụng từ các đường kính song tròn từ 1 phân đến 6 phân. Sử dụng nguồn điện 3 pha 380V, có công suất là 3 kW, tốc độ trục quay lên đến 8.890 vòng trên phút. Tốc độ trục quay của motor lên đến 1.420 vòng trên phút. Và tốc độ của giấy nhám quay đến 890 vòng trên phút, 890 m. Máy có mã là MM2012A. Và đây, như ta thấy đây là cái thao tác để chúng ta tuốt và đánh nhám cái song tròn này. Cái dòng máy này công ty chúng tôi mới nhập về để cung cấp ra thị trường cho anh em chúng ta đánh nhám những cái chiếc song cửa hay là các cái cột có đường kính từ 1 phân đến 6 phân. Thì đây là cái củ motor điện 3 pha. Đấy. Ở bên dưới này là củ hút bụi. Sau khi đánh thì cái đường mà chúng ta đánh nó sẽ được mịn, phẳng và đẹp. Đấy. Chúng ta không cần phải chà tay hay là cũng như là phải đánh nhám. Rất là mịn luôn, phẳng luôn. Khi mà chúng ta tiện hoặc là chúng ta soi thì nó sẽ còn những cái vết. Thì đây, sau khi mà đẩy qua chiếc máy tuốt đánh nhám song tròn này thì cái đường của nó sẽ mịn hơn và đẹp hơn. Thì khi các anh em mua máy tại hệ thống phân phối Vinachi thì các anh em sẽ được bảo hành 6 tháng. Thì đặt máy tại hệ thống phân phối Vinachi. Thì đây là một số cái chi tiết. Thì đây là cái công tắc bật tắt máy. Và tiếp theo ở đây là cái tăng giấy nhám. Và đây là cái giấy nhám của chúng ta. Hai bên, hai con nan. Và dưới này. Con máy này chúng tôi mới nhập về để cung cấp cho anh em chúng ta là có nhu cầu thì có thể liên hệ đến hệ thống phân phối Vinachi để được cái mức giá ưu đãi nhất và cũng như là cái mức bảo hành, chế độ bảo hành rất là phù hợp cho anh em.